Hello, em xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Vâng, trong mấy ngày hôm qua thì em đi bắt đi mua được khá là nhiều xe. Vâng, dồn dập đi mấy ngày mới lấy được mấy xe. Và thì hôm nay là đầu tiên của buổi chiều hôm nay em quay cho các bác và quý vị và anh chị một mẫu xe, đó là Ford Transit 2017. Vâng, nhìn thoạt nhìn các bác biết luôn là một mẫu xe phải nói là khá là đẹp chuẩn chỉ rồi. Xe du lịch xịn từ ban đầu luôn, từ đèn pha cho đến tất cả các thứ là các bác nhìn là biết ngay là dòng xe chất, xe đẹp. Mỗi xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, giá thì cũng chỉ có hơn 500 một chút thôi. Đấy, đó là bản chung các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là bác chủ xe rất là chăm xe. Rất là đẹp các bác ạ, rất đẹp luôn. Đấy, nếu mà anh chị mà có nhu cầu mà sử dụng cái mẫu xe này thì phải nói là nếu mà ai hợp màu trắng thì là quá là tuyệt vời luôn. Mẫu xe phải nói rất chi là đẹp. Em đi mua xe nhiều nhưng mà chưa thấy chiếc xe nào nó lại đẹp như này. Đấy, rất là đẹp luôn, từ cua lốp cho đến mọi hình thức bên ngoài thì em nó khá là đẹp chuẩn chỉ. Đấy. Nào, em đi qua một vòng xung quanh nhá. Nói gì nói nhưng mà phải nói là nó quá đẹp luôn anh chị ạ. Xe khẳng định luôn anh chị này. Đấy. Về tất cả mọi thứ thì rất là ok rồi. Thì đây em quay cho các bác về phần cua nốt. Đấy, cua nốt thì nó làm là như này đây các bác, quá là đẹp luôn. Tại sao cái cua nốt nó lại không sơn bóng như trên này nhỉ? Nó là zin, nó là zin thì nó như vậy các bác nhá. Đấy, lốp thì khá là dày nhé các bác nhé, lốp khá là dày. Nói chung là một chiếc xe này các bác mua về không phải làm bất kỳ cái gì nữa, đã có màn hình cam lùi đầy đủ rồi ạ. Có màn hình cam lùi đầy đủ rồi nhé. Đấy, đấy, anh chị chỉ việc chạy thôi, máy vẫn đang nổ nhá. Vòng máy rất là êm luôn, máy đang nổ. Anh chị mua xe anh chị cứ nhìn nghiêng như này lúc em ấy nhá. À, xe đẹp chưa anh chị này. Đấy, nhìn nghiêng như này là các bác biết luôn là xe đẳng cấp và đẹp cỡ nào, bác chủ xe giữ xe cỡ nào là các bác biết ngay. Và đây ạ. Thêm một cái điểm chi tiết nữa, đó là cái hộp sàn nó còn nguyên zin như này này. Nguyên zin khá là đẹp luôn. Đây ạ. Đấy, máy đang nổ chứ. Và đây ạ, trong này này, không có hề tí một ngọt nào cả. Một bộ xe khá là chất lượng và khá là đẹp luôn. Tiếp đây nữa nha anh chị nha này. Nhìn nghiêng một chút này, là anh chị biết ngay ạ. Vâng. Đấy, rất là đẹp nhá. Và cua nốt đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Sàn này rất là ok nhá. Rất là đẹp luôn. Vâng, mẫu xe phải nói là rất là ok. Vâng, sau đây em mời anh chị vào bên trong này. Đấy, đây bên trong như của chiếc xe này này thì anh chị nhìn luôn thấy là nó có màn hình, màn hình cam lùi, cam trước sau đầy đủ này, cam trước đây ạ, và đã có cam nghị định đầy đủ nhá. Và hồ sơ thì em đã rút rồi nên anh chị vào chỉ việc vào tên trong ngày thôi. Đấy, vì là hồ sơ là rất là chậm nên chúng em xin rút trước để về cho các bác vào tên. Đấy, về sàn thì vẫn là sàn zin theo xe anh chị này, sàn zin theo xe nhé, chưa có hề nào là về vấn đề kém hay là gì đâu nhé. Sàn rất là đẹp luôn, chân ghế này quá là đẹp luôn. Các bác đi lần xe mà lần được chiếc xe mà đẹp như này thì khó lắm các bác nhé, rất là khó luôn, gần như là không có mấy. Trần thì vẫn là trần nỉ zin theo xe, ghế là bọc từ đầu. Đấy, form ghế không có hề vỡ form gì cả, không hề vỡ form. Đấy, vâng, đấy, rất là đẹp luôn anh chị nhá, rất là đẹp, không hề mục mọt gì này. Anh chị nhìn chưa, bên trong này rất là đẹp luôn anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, trong này này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Và em xin phép em lấy chìa khóa sang đây, lấy chìa khóa em mở cho các bác xem về cái mẫu xe này. Em mở khoang máy em cho các bác xem nhé. Vâng, đây ạ. Xe khá là đẹp luôn này, chị nhìn thấy chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Hai chìa theo xe anh chị này. Hai chìa theo xe.
Và bên em cũng có nhu cầu đổi xe các bác nhá. Các bác mà có đời 24-25 mà muốn lên đời cầm qua em đổi cho. Và em thì kiểu nào em cũng chơi được các bác ạ. Vâng. Và đây cabo này, cabo vẫn còn nguyên này, chưa có hệ là tháo sơn hay gì cả, đây còn nguyên hết này các bác này, nguyên xi hết nhá, nguyên không có hề va chạm gì cả. Ốc thì vẫn là ốc zin theo xe luôn, ốc zin em chưa rửa khoang máy anh chị ạ, em chưa rửa khoang máy, rất là đẹp luôn này. Anh chị mình nhìn chiếc xe này này, anh chị kết luôn đấy, em đang lấy nét này, đấy chưa, rất là đẹp luôn. Vâng, nọc gió đầy đủ hết này. Đấy. Rất là cẩn thận, phải nói bác chủ xe trên sự ốc này. Đấy. Tức là ốc chưa ra nào đầu xe này. Đấy, 8 vạn mà 8 vạn thì xe nó phải đẹp rồi. Không hề lỗi anh chị nhá. Và em xin phép nổ máy ạ. Vâng, gãy cái là nổ. Và tất cả kính nhá, kính là còn nguyên là đều là 27 hết anh chị nhá. 27 này. Đấy, 27 này. Chị thấy chưa? Toàn bộ kính là theo xe hết. Không có kính nào thay cả anh chị nhá. Không hề có nào thay cả. Máy thì nổ rất là êm, rất là đứng máy luôn. Rất là đứng máy. Vâng. Máy rất là đứng máy này. Chị thấy chưa? Rất là êm. Rất đứng máy luôn. Của xe. Phải nói là rất là đẹp luôn. Rất là tuyệt vời. Vâng. Và em vừa giới thiệu qua cho anh chị về một mẫu xe phải nói là từ hình thức cho đến chất lượng đều đạt tiêu chuẩn hết các bác nhé. Rất là đẹp luôn, một mẫu xe phải nói là khá là ok. Và cái giá, và các bác mà có nhu cầu về sử dụng mẫu xe như này, các bác liên hệ cho em theo số điện thoại của em là 0943622621 em Khanh nhá. Vâng. Em xin kết thúc clip tại đây. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng về những mẫu xe Ford Transit như là cái dòng 16 hoặc là 73 thì bên em còn khá là nhiều đây ạ. Khá là nhiều nhá. Nguyên vừa rồi bên em bán cũng rất là nhiều luôn, cũng khoảng tầm đâu đó khoảng tầm như từ tháng giờ bên em cũng bán khoảng đâu đó khoảng tầm 30 xe rồi, hơn 30 xe rồi. Và từ giờ cuối tháng em đang cố định thu bán cho nó khoảng được tầm 50 xe là ok ạ. Vâng, chủ yếu là phục vụ các bác thôi ạ. Và em xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhá. Vâng, em xin tạm ngừng clip lại đây ạ.